Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi Trạm tin thị trường của Báo Công Thương. Trạm tin thị trường hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý với những nội dung chính sau đây. Lạc lối trong ma trận lớp học bán hàng online, chốt nghìn đơn mỗi ngày. Sách mê tín dị đoan lậu, không rõ nguồn gốc tràn lan trên mạng. Quy trình kiểm tra về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2024. Mở đầu Trạm tin hôm nay, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Chuyện người bán hàng. Lạc lối trong ma trận lớp học bán hàng online, chốt nghìn đơn mỗi ngày. Trong năm 2024, các khóa đào tạo livestream đã và đang trở thành xu thế bùng nổ, ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng, từ các nhà bán hàng mong muốn tăng doanh thu, tiếp cận khách hàng, mở rộng kinh doanh, cho đến những bạn trẻ đang tìm kiếm hướng đi cho sự nghiệp của mình. Song bên cạnh những khóa học chuyên nghiệp, nhiều người tự nhận là chuyên gia, giáo viên trong lĩnh vực marketing, bán hàng, chốt đơn trên các nền tảng mạng xã hội đã mở lớp chiêu sinh với những ngôn từ quảng cáo thổi phồng. Chỉ cần vào Google, gõ cụm từ khóa khóa học bán hàng trên TikTok Shop hoặc khóa học bán hàng online, ngay lập tức Google cho ra 1,3 triệu kết quả chỉ trong vòng 0,39 giây. Đa phần các bài viết đều quảng cáo về các khóa học livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Ngay cả trên TikTok hay YouTube cũng có nhiều clip ngắn hướng dẫn bán hàng online. Những khóa học này có nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng cho đến 5 đến 6 triệu. Một số nơi giới thiệu hoàn toàn miễn phí, nhưng sau đó thường yêu cầu người học đóng tiền từ vài trăm cho đến vài triệu đồng để mua các loại tài liệu hoặc được nghe giảng từ các chuyên gia uy tín. Đáng nói, trong nhiều clip, các chủ kênh còn tự nhận mình là thầy, là chuyên gia trong lĩnh vực marketing bán hàng, chốt đơn trên các nền tảng. Những người này thường sử dụng ngôn từ hoa mỹ, lôi cuốn và thôi thúc mọi người phải tham gia. Bên cạnh đó, họ còn đua nhau khoe doanh thu, doanh số khủng với hình ảnh tiền nhiều trong tài khoản hay những tệp tiền mặt mệnh giá cao. Để lôi kéo học viên, nhiều người đã đăng bài quảng cáo với những lời lẽ có cánh, đưa ra những lời quảng cáo trên mây, đánh thẳng vào tâm lý người nghe. Cam kết hoàn tiền 100% ngay buổi học đầu tiên nếu như bạn không thích, không hài lòng, không phù hợp. Đáng chú ý, để tăng độ tin tưởng cho bài viết của mình, nhiều TikToker còn đầu tư mua comment, like ảo để thu hút những người trẻ, cả tin muốn làm giàu nhanh. Song hiệu quả đâu không thấy, nhiều người tham gia học các khóa livestream bán hàng đã lãnh hậu quả thì tiền mất tận mang. Nhưng mà vừa rồi á, chị đi học khóa TikTok 6 triệu của cái này không tiện kể tên nha. Và không được một cái gì cả, chị không tiếp thu được cái gì. Tự dưng là chị mất mấy tháng tiền bỉm sữa của con chị liền. Bà chị mình vừa mới đi học một cái khóa học của một bạn mới nổi lên ở trên TikTok. Đấy, và khóa học đấy có giá là 3 triệu đồng. Sau khi mà nghe tên của cái bạn đấy thì mình đúng là cảm thấy kiểu hơi nực cười một chút. Tại vì là cái kênh TikTok nó làm cho con người ta hơi bị ảo tưởng thì phải. Tại vì mọi hình dung nhá, ở trên TikTok thì sẽ có ít người livestream cạnh tranh nhau hơn là ở trên kênh Phở Bò. Phở Bò ngày xưa đến giờ là 7-8 năm nay đúng không? Là đã có rất là nhiều những cái người ta bán hàng nghìn view, vài chục nghìn view, trăm nghìn view cũng có, đúng không? Nhưng người ta còn chưa dám vỗ ngực đứng lên để làm thầy hay là mở khóa học gì cả. Bên dưới những clip ngắn dạy bán hàng online, phần đông cộng đồng mạng đều tỏ ra bất bình. Mình bỏ tiền ra học cô gái nghìn đơn mà đầy thất vọng. Hay chị mất 5 triệu tiền oan, lấy tiền xong họ không dạy, gửi vài tờ giấy bảo học thuộc. Mình học khóa 6 triệu, giờ chưa đâu vào đâu. Đó là những bình luận đầy thất vọng của cư dân mạng. Trước ma trận hàng ngàn khóa học bán hàng online, với những lời lẽ đầy sức thuyết phục, các cá nhân cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ để lựa chọn những khóa học đảm bảo chất lượng, xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra, tránh tình trạng tiền mất nhưng chẳng thu được kết quả gì. Sách mê tín dị đoan lậu, không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên mạng. Trong thời đại số, khi dịch vụ nào cũng online, thì bán sách cũng vậy. Thời gian qua, trên mạng xã hội TikTok, rất nhiều tài khoản tự xưng là cô, cậu, thầy đăng tải các nội dung quảng cáo về các ấn phẩm sách tâm linh, sách phong thủy, sách xem tử vi, xem bói với những động từ mạnh đánh thẳng vào tâm lý người xem. Song chất lượng nguồn gốc của số sách này là câu chuyện đáng bàn vì không ít người tiêu dùng đã mua phải sách in lậu trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ cần gõ cụm từ mua sách phong thủy tử vi, ngay lập tức Google cho ra 83,5 triệu kết quả chỉ trong vòng 0,38 giây, 45.000 đồng, 30.000 đồng, 90.000 đồng. Ở mức giá nào độc giả cũng có thể dễ dàng mua được một cuốn sách về thế giới vô hình, từ sách bói toán, tử vi, tướng số, tâm linh đến phong thủy. Trên tài khoản TikTok có tên Quy luật phong thủy thường xuyên đăng tải các video clip giới thiệu về các ấn phẩm sách tâm linh như sách thông thư, cuốn sách tổng hợp về thuật trạch các kỳ môn độn giáp, tử vi, mệnh lý tư tu,
Ngoài ý nghĩa dự trước chiếm toán, cuốn sách còn mang những nét văn hóa xưa như ngày cai sữa cho trẻ, ngày làm lễ đội mũ, ngày tậu trâu, hay sách tử vi hàm số, bí mật âm dương ngũ hành, tất cả do nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản năm 2023. Đi sâu tìm hiểu, những ấn phẩm sách này do tài khoản TikTok có tên Molly Books đăng tải và giao bán có giá thành dao động từ 60, 90 đến cả nửa triệu đồng một cuốn. Trong một clip giới thiệu về cuốn sách Giải mã phong thủy hướng nhà, chủ nhân của đoạn video có tên Thầy Tuấn khám nhà, hay còn được gọi là Thầy Tuấn phong thủy, tự xưng thầy và quảng cáo với những lời có cánh như phải mất 2 tháng để xin giấy phép in ấn cùng nhiều thủ tục khác, để xin bản quyền tác giả, để nhà xuất bản Hồng Đức in thành sách. Trong sách có những thông tin rất thực tế, cầm tay chỉ việc cho mọi người. Và nếu nhà ai có lỗi phạm thì có luôn cách hóa giải ở trong sách. Đáng nói, dù nhiều ấn phẩm sách có in tên nhà xuất bản sách, tuy nhiên tính xác thực các nội dung trong sách chưa được kiểm chứng rõ ràng. Nhiều nội dung được chủ kênh quảng cáo phóng đại. Bên dưới các bài đăng, nhiều độc giả để lại bình luận, sách không có gì để đọc, chỉ cho biết nhà nằm chòm sao nào thôi, kiến thức rất ít, tiếc tiền để mua cuốn này. Hay nội dung đúng hay sai, tin hay không thì tùy vào mỗi người. Là một người có chiều hướng tâm linh, chị Xuân Hương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã nhiều lần đặt mua sách tâm linh phong thủy trên nền tảng mạng xã hội vì sự tiện lợi không phải di chuyển, ngồi ở nhà đặt là có sách về tay. Xong 10 lần đặt thì có đến 7-8 lần, sách chị nhận được là sách giả, sách in lậu vì chữ viết sai chính tả rất nhiều. Trong sách không in thông tin đơn vị nhà xuất bản. Không những vậy, để thu hút người mua, đánh chéo khái niệm, nhiều sách mê tín dị đoan còn núp bóng những tên sách khoa học như Tử vi dưới ánh sáng khoa học, tổng hợp các luận điểm tử vi lý học, bói bài và căn cứ thực tế, khoa học về đường chỉ tay, khoa học về tướng số. Vì các ấn phẩm có nội dung mê tín dị đoan xuất hiện nhiều trên thị trường đã và đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của một bộ phận không nhỏ người xem những loại sách này. Nhiều vụ việc án mạng nghiêm trọng đã xảy ra vì tin vào những nội dung mê tín dị đoan, những lời phán của các thầy tâm linh hay chuyên gia phong thủy. Trên thực tế, những điều tốt lành, sự may mắn chỉ đến với mỗi người khi có tư duy tích cực, có hành động đúng đắn và lối sống lành mạnh. Suy cho cùng, sách tâm linh, sách phong thủy đang bán tràn lan trên mạng xã hội đang thực sự là một vấn nạn nguy hiểm. Do vậy, để hạn chế những loại sách tâm linh phong thủy có nội dung không lành mạnh, cần sự quyết liệt hơn nữa của các bộ ngành liên quan. Đặc biệt, mỗi cá nhân cần nêu cao tinh thần cảnh giác và nâng cao nhận thức để tránh khỏi các bẫy tâm linh không đúng đắn, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Xin mời quý vị khán giả đến với chuyên mục Nhận diện hàng thật, hàng giả. Đặc điểm nhận diện sản phẩm nước giặt Lick chính hãng. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số bài đăng bán sản phẩm nước giặt Lick sử dụng hình ảnh thương hiệu của sản phẩm chính hãng. Song khi đặt mua hàng về tay, người tiêu dùng mới tá hỏa vì đã mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Cùng Trạm tin thị trường số ra ngày hôm nay điểm qua các đặc điểm nhận dạng sản phẩm nước giặt Lick chính hãng. Đặc điểm nhận diện thứ nhất về bao bì sản phẩm. Cả hai sản phẩm sử dụng chung một mẫu mã, kiểu dáng chai. Song trên sản phẩm nước giặt chính hãng, thân chai in nhãn hiệu có chữ L, I, X do Lico sản xuất đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu và đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng đã công bố. Mọi thông tin in trên bao bì rõ nét, màu sắc rõ ràng. Trên bao bì sản phẩm giả, nhãn hiệu được in là L, C, X. Mọi thông tin khác được in mờ, không rõ nét. Đặc điểm nhận diện thứ hai là tên nhà sản xuất. Trên sản phẩm chính hãng, tên nhà sản xuất được in rõ ràng, công ty cổ phần bột giặt Lick. Trong khi đó, trên sản phẩm giả, nhà sản xuất là công ty cổ phần sản xuất và thương mại Starbucks Việt Nam đặt tại Nho Quan, Ninh Bình. Đặc điểm nhận diện thứ ba là màu sắc của nước giặt. Nước giặt giả thương hiệu Lick có màu hồng nhạt, khá loãng, bị vần đục, mùi hắc, không thơm. Khi giặt thì nhớt và khô ra tay, ít bọt, giặt không sạch vết bẩn. Để đảm bảo quyền lợi cũng như sức khỏe của bản thân và gia đình, người tiêu dùng lựa chọn mua sắm sản phẩm tại các kênh phân phối uy tín, kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng và thanh toán, tránh để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Chuyên mục tiếp theo của Trạm tin thị trường với tên gọi Hồ sơ quản lý thị trường. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Quy trình kiểm tra về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2024. Trong chuyên mục hồ sơ quản lý thị trường ngày hôm nay, mời quý vị khán giả cùng đến với các quy định liên quan đến quy trình kiểm tra về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2024. Ngày 18 tháng 1 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư 01/2024/TT-BKHCN về quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 3 năm 2024. Cụ thể, theo Điều 6 thông tư 01/2024,
TTBKHCN có nêu rõ việc kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường gồm những nội dung sau. Thứ nhất, kiểm tra thông tin hàng hóa bao gồm kiểm tra nhãn hàng hóa và tài liệu kèm theo và quy định bắt buộc có, kiểm tra tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy theo quy định, kiểm tra mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo quy định. Thứ hai, kiểm tra chất lượng hàng hóa bao gồm kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa so với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, nhãn hàng hóa và tài liệu kèm theo, kiểm tra các nội dung khác liên quan đến chất lượng hàng hóa. Ngoài ra, đối với hàng hóa kinh doanh trong hoạt động thương mại điện tử, ngoài kiểm tra theo quy định tài khoản 1 và 2 điều 6 thông tư 01/2024/TT-BKHCN, đoàn kiểm tra tiến hành so sánh tính thống nhất của các thông tin trên các trang thông tin điện tử với thực tế của hàng hóa được kiểm tra. Hy vọng những thông tin trên sẽ phần nào giải đáp được những thắc mắc của quý bạn đọc. Nếu có những thắc mắc liên quan, xin mời quý khán giả gửi nội dung câu hỏi đến Trạm tin thị trường thông qua đường dây nóng của Báo Công Thương 0866 594498. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ đến với chuyên mục Góc khuất thị trường. Khai sai 180 triệu đồng tiền thuế, tập đoàn Hồng Lạc bị thanh tra tỉnh Hải Dương gọi tên. Thanh tra tỉnh Hải Dương phát hiện công ty cổ phần tập đoàn Hồng Lạc khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm 2022 và 2023 là hơn 186 triệu đồng, trong đó năm 2022 là trên 110 triệu đồng và năm 2023 là trên 76 triệu đồng. Do vậy, thanh tra tỉnh Hải Dương đã ban hành kết luận thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước tại công ty cổ phần tập đoàn Hồng Lạc trong 2 năm qua. Ngoài ra, thanh tra tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu tập đoàn Hồng Lạc cung cấp danh sách nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho công ty trong 2 năm vừa qua. Kết quả, phát hiện 8 nhà cung cấp có trạng thái, người nộp thuế tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn, người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Đoàn thanh tra yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn Hồng Lạc cung cấp các hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ của 8 nhà cung cấp này có thể có rủi ro về thuế. Kết quả, có 18 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào đã kê khai khấu trừ tại các kỳ kê khai thuế tương ứng. Thanh tra tỉnh Hải Dương kết luận, tại thời điểm thanh tra, đoàn thanh tra chưa có đủ căn cứ xác định công ty cổ phần tập đoàn Hồng Lạc có hành vi mua hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa mua vào không có hóa đơn đối với các hóa đơn của các nhà cung cấp có trạng thái, người nộp thuế tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn, người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế trên trang thông tin điện tử của ngành thuế. Vì vậy, chưa có kết luận về nội dung này. Song thanh tra tỉnh Hải Dương yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn Hồng Lạc thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các văn bản pháp luật về thuế, trước họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khẩn trương có biện pháp khắc phục kịp thời đối với hạn chế, thiếu sót trên. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Quản lý thị trường 24 giờ của Trạm tin thị trường hôm nay. Những ngày qua, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận đã kiểm tra phát hiện liên tiếp nhiều cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử và phụ kiện nhập lậu. Theo đó, ngày 10 tháng 7 năm 2024, đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra điểm bán hàng hóa do ông NVM bày bán lượng lớn sản phẩm thuốc lá điện tử, các loại như máy hút thuốc lá điện tử, tinh dầu thuốc lá điện tử, đầu lọc thuốc lá điện tử. Số hàng hóa vi phạm trên do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 67,6 triệu đồng. Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính, trình Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận xử phạt 25 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm hành chính. Tiếp đến ngày 11 tháng 7 năm 2024, kiểm tra điểm bán hàng hóa do ông NVT làm chủ, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử. Thời điểm kiểm tra, chủ hộ không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, tổng giá trị hàng hóa vi phạm trên 27 triệu đồng. Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 8 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm hành chính. Hai chủ cơ sở trên cùng khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường thông qua mạng Internet về bán kiếm lời nên không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Số lượng hàng hóa này được bán qua mạng xã hội Facebook với các bài đăng hay tổ chức các livestream để khách hàng đặt rồi ship đến. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 1 tiếp tục tăng cường hoạt động đấu tranh chống buôn lậu trên môi trường thương mại điện tử và nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, kịp thời ngăn chặn hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu trên thị trường thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Hải Phòng, cửa hàng Hồng Anh chuyên đồ hiệu bán mỹ phẩm nhập lậu.
Ngày 11 tháng 7 năm 2024, đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng phối hợp kiểm tra cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm Hồng Anh có địa chỉ tại đường Chợ Lũng, phường Đăng Hải, quận Hải An. Tại thời điểm kiểm tra, bà Lê Thị Thu Hồng có trưng bày giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm tại trang mạng xã hội Facebook do mình sở hữu có tên Hồng Anh chuyên đồ hiệu. Kiểm tra thực tế tại cửa hàng, đoàn kiểm tra phát hiện 2.121 sản phẩm mỹ phẩm các loại gồm son, kem dưỡng, serum có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, tổng giá trị trên 364 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa là mỹ phẩm nêu trên đang được đội quản lý thị trường số 2 tạm giữ để xác minh xử lý vụ việc. Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật về việc tham gia hoạt động thương mại điện tử để các cá nhân, tổ chức nắm rõ và chấp hành các quy định của pháp luật nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Thưa quý vị, trạm tin thị trường của Báo Công Thương xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những trạm tin thị trường tiếp theo.